Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chuyên mục kỳ này sau phần tin là phóng sự đảm bảo an toàn lưới điện ở đô thị trước mùa mưa bão. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Sở Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đông Hà về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trên địa bàn thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đông Hà có hơn 528 km đường giao thông, trong đó Sở Giao thông Vận tải quản lý 20 tuyến đường nội thị trên địa bàn thành phố với chiều dài trên 35 km. Đây là những tuyến đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang triển khai xây dựng 6 dự án lớn là dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công, dự án xây dựng hệ thống đường giao thông thành phố Đông Hà, dự án đường Lai Phước - Tân Vĩnh, các công trình đập ngăn mặn sông Hiếu, cầu nối khu đô thị Bắc Sông Hiếu với trung tâm thành phố và một số cây cầu khác. Đồng thời, đầu tư kinh phí bảo trì, sửa chữa các tuyến đường nội thị đã xuống cấp và một số điểm đèn tín hiệu giao thông. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Giao thông Vận tải tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa trong việc bố trí nguồn vốn để thực hiện nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, lắp đặt một số đèn tín hiệu giao thông ở các ngã ba, ngã tư có lưu lượng người tham gia giao thông lớn trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo thành phố Đông Hà vừa đi kiểm tra, khảo sát thực tế về phát triển mô hình nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát thực địa một số công trình đã được đầu tư xây dựng như mô hình tổ hợp nuôi tôm tại phường Đông Lương, Đông Lễ, mô hình trồng hoa chậu ở phường Đông Giang, mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới tại khu phố 3 và khu phố 8 phường Đông Thanh. Qua kiểm tra, khảo sát tại các công trình, lãnh đạo thành phố đã nghe đại diện các ngành chức năng và địa phương báo cáo tình hình quy hoạch, các bước chuẩn bị, những khó khăn vướng mắc và đề xuất, qua đó giúp các công trình cũng như các mô hình này phát triển bền vững. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo thành phố Đông Hà đánh giá cao việc thực hiện đề án phát triển nông nghiệp đô thị trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các phường phối hợp với đoàn thể tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện đề án phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố, tích cực chỉ đạo thực hiện mô hình trồng rau an toàn, phải có sự lựa chọn phù hợp với thực tiễn ở địa phương, nhất là đánh giá lại mô hình có hiệu quả, cần nhân rộng và có sự hỗ trợ về kinh phí. Trong tuần, thành phố Đông Hà đã tổ chức hội nghị thông qua rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố. Theo kết quả rà soát, tổng diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đông Hà năm 2019 có hơn 2.707 ha. Tổng diện tích đất lâm nghiệp sau rà soát có 2.072 ha, giảm 634 ha, chiếm 33,5% tổng diện tích đất tự nhiên của toàn thành phố. Trong đó, rừng và đất rừng phòng hộ sau rà soát là trên 75 ha. Rừng và đất rừng sản xuất có 1.900 ha, rừng và đất rừng ngoài quy hoạch có 95 ha. Nguyên nhân là do những diện tích đất lâm nghiệp đã đưa vào quy hoạch các dự án, một số diện tích này được trồng trên các loại đất đã cấp cho mục đích đất ở, thương mại, an ninh quốc phòng và nghĩa trang, nghĩa địa. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Đông Hà yêu cầu các ngành và đơn vị có liên quan phải thực hiện rà soát, đối chiếu nghiêm túc, triệt để và chính xác, nhất là công ty lâm nghiệp Đường 9. Các phường có rừng phải tự rà soát trước diện tích thuộc phạm vi quản lý rừng chặt chẽ, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung, rà soát, điều chỉnh đã phù hợp chưa để đơn vị tư vấn hoàn chỉnh, trình tỉnh phê duyệt. Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban đảng và văn phòng cấp ủy, 72 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng, Công đoàn cơ sở cơ quan Thành ủy Đông Hà đã tổ chức giao lưu thi đấu môn cầu lông bóng bàn trong cán bộ công chức cơ quan Thành ủy. Tham gia giải có 22 vận động viên là lãnh đạo và cán bộ làm công tác đảng tại các ban đảng thuộc Thành ủy và công đoàn của đơn vị. Giải cầu lông bóng bàn diễn ra với 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, các vận động viên đã thi đấu hết sức mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha cầu hay, trận đấu đẹp, làm vừa lòng các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ. Thông qua giải đấu góp phần đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu gắn kết giữa các cán bộ công chức cơ quan Thành ủy Đông Hà. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa mưa bão thường rất dễ xảy ra sự cố về điện, không chỉ gây gián đoạn cung cấp điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để hạn chế tối đa tình trạng này, thời gian qua, Điện lực Đông Hà đã tích cực sửa chữa, nâng cấp, chặt tỉa cây xanh, bảo vệ hành lang lưới điện, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về an toàn điện nhằm giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão năm 2020 này. Tuyến đường Lê Duẩn là một trong những tuyến đường trung tâm của thành phố Đông Hà, có nhiều cây bóng mát được trồng lâu năm đang phát triển tốt. đã làm ảnh hưởng đến phạm vi hành lang an toàn lưới điện dọc hai bên tuyến đường. Do đó rất dễ gây ra các sự cố về điện, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân tại đây. Để hạn chế thấp nhất sự cố, trước mùa mưa bão năm nay, Điện lực Đông Hà đã triển khai lực lượng cùng phương tiện và thiết bị phát quang, chặt tỉa cây xanh, xử lý hàng trăm điểm tiềm ẩn nguy hiểm đến hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn thành phố. Việc chặt tỉa cây xanh nhằm đảm bảo an toàn lưới điện của ngành Điện lực Đông Hà trước mùa mưa bão, nhằm đảm bảo cung cấp liên tục, ổn định cho người dân sử dụng điện yên tâm khi mùa mưa bão đến. Hiện nay trên các tuyến đường là cây rất là cao. Bây giờ là mùa mưa bão là gần đến, thì bên ngành điện lực thì cũng là đi cắt tỉa để cho nó được đảm bảo an toàn cho các người dân sinh sống ở quanh khu vực. Và coi như là tôi cũng thấy là mấy năm trở lại đây ngành điện lực là rất nỗ lực về vấn đề là cắt tỉa cây để cho phục vụ cái việc mà đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, và đặc biệt trong mùa mưa bão thì ngay từ đầu năm Điện lực Đông Hà đã xây dựng các cái phương án và có triển khai các cái giải pháp để đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ cho cái nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Trong đó đặc biệt là cái công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố để xây dựng cái phương án là phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố. Đồng thời thì Điện lực Đông Hà đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường là cái tổ chức tuyên truyền vận động người dân chặt cây, phát quang và phối hợp cái việc mà phát quang hành lang tuyến, đảm bảo để không để cây cối đổ vào đường dây gây sự cố, và phối hợp với đơn vị công ích là của thành phố là thực hiện chặt tỉa cái cây xanh trong khu vực nội thị. Vào mùa mưa bão rất dễ xảy ra sự cố về điện, không chỉ gây gián đoạn cung cấp điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để hạn chế tối đa tình trạng này, thời gian qua, Điện lực Đông Hà đã tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện, nhất là ở các điểm sung yếu, thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành, từ đó kịp thời lập phương án gia cố, xử lý và thay thế. Tăng cường kiểm tra, yêu cầu các tổ đội quản lý đường dây phát quang cây cối trong hành lang lưới điện, bổ sung và hoán đổi vị trí máy biến áp, gia cố hệ thống xà, sứ, nâng tiết diện đường dây truyền tải và thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện trên lưới điện. Đồng thời nhằm đảm bảo an toàn điện cho nhân dân, Điện lực Đông Hà đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như ngoài phối hợp với các phường, thường xuyên tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn thông qua các buổi hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, phát tờ rơi thông báo đến tận tay khách hàng sinh sống hai bên hành lang, quấn cẩm nang an toàn điện, tờ gấp an toàn điện, treo hàng trăm pano tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện tại các chợ, các trường học, trên các cột điện ở các trục đường. Tôi là một người dân ở đường Trần Cao Vinh. Thì trước mặt nhà tôi thì có một dây điện trung thế chạy ngang qua. Thì trong mưa bão sắp tới á, có thể là rất là nguy hiểm. Cho nên được ngành điện tuyên truyền thì tôi cũng cảm thấy là rất là vui khi mà mình có cái điều kiện là mình để biết sự nguy hiểm của cái điện trước mặt nhà mình. Thì tôi cũng trước mặt nhà tôi đó, tôi cũng thấy cái cối cao thì tôi chịu tiện bớt. Đó, thì cũng nói cũng tuyên truyền gia đình tôi và các hộ xung quanh để biết sự nguy hiểm của cái điện cái mùa bão sắp tới. Điện lực Đông Hà được giao quản lý và vận hành lưới điện trên địa bàn thành phố Đông Hà và một phần của huyện Cam Lộ, với khối lượng quản lý là 162 km đường dây 22 kV và đường dây 35 kV, trên 340 km đường dây 0,4 kV cùng 325 trạm biến áp phụ tải, cung ứng điện cho hơn 30.000 khách hàng có hợp đồng sử dụng điện. Với địa bàn có nhiều phụ tải quan trọng và nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, trước mùa mưa bão năm nay, để hạn chế tối đa các sự cố về điện, các phương án giảm thiểu, ngăn ngừa sự cố đều được Điện lực Đông Hà phổ biến cho cán bộ, nhân viên nắm vững trước khi bước vào mùa mưa bão. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện những khiếm khuyết trên thiết bị điện và đưa ra phương án khắc phục sớm, tránh sự cố xảy ra, xử lý triệt để các hạn chế sau những đợt kiểm tra định kỳ thiết bị, lập các phương án thay thế các thiết bị vận hành lâu năm, duy trì, bảo dưỡng định kỳ và tiến hành tổng rà soát, xử lý thiết bị trước mùa mưa lũ. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, sẵn sàng thay thế, sửa chữa, bổ sung kịp thời các phương tiện, dụng cụ, phục vụ cho công tác phòng chống bão lụt sắp tới. Để đảm bảo cho việc chủ động trong việc thực hiện mùa mưa bão, thì Điện lực Đông Hà đã xây dựng cái phương án cấp điện trong quá trình bão lũ xảy ra và đã thực hiện cái việc diễn tập phương án. Đồng thời thì trong quá trình thực hiện thì đề cao cái phương châm là 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng và thực hiện cái nhân lực tại chỗ gồm cái đội xung kích tại Điện lực Đông Hà gồm 40 đồng chí và các cái phương tiện xe máy như xe cầu, xe lưng, xe tải. Đồng thời là chuẩn bị các cái phương tiện dự phòng như máy phát điện dự phòng từ 3 kg đến 250 kg để có thể khắc phục kịp thời khi có sự cố và thiên tai xảy ra. Ngoài ra thì Điện lực Đông Hà cũng thực hiện cái công tác kiểm tra các khu vực có nguy cơ sự cố cao, các vùng thường xuyên xảy ra lũ lụt hoặc các cái điểm cột vượt sông, vượt hồ để có các giải pháp, và đã thực hiện từ đầu năm thực hiện các cái giải pháp như gia cố móng, thực hiện tăng cường dây néo và thay thế một số vị trí cột trên các tuyến đường dây nhằm đảm bảo an toàn. Đến thời điểm này, Điện lực Đông Hà đã hoàn thành công tác chuẩn bị phòng chống bão lụt, kiểm tra toàn bộ lưới điện trên địa bàn thành phố, thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện và thực hiện diễn tập xử lý sự cố lưới điện, nhất là để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão năm 2020. Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.